Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách để chúng ta có thể áp những cái camera wifi vào cái đầu ghi Dahua này. Trước tiên thì mình sẽ khởi động cái giao diện của cái đầu ghi Dahua này lên. Sau đó là các bạn sẽ chọn vào cái mục camera ở bên dưới này. Đây. Sau đó là các bạn sẽ chọn cái phần đăng ký ở đây. Rồi sau khi chọn phần đăng ký xong, các bạn sẽ chọn từ cái mục này và các bạn sẽ chọn cái chuẩn khác của... đây nha các bạn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào tìm kiếm thiết bị. Rồi sau khi các bạn đã tìm kiếm thiết bị thì nó sẽ nhận diện ra được một số cái IP của một số camera wifi sau khi mình đã cắm vào khởi động. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vào cái phần camera wifi này của cái cam này. Cái cam này là cái cam EOC. Mình sẽ vào cái mục cài đặt của cái app EOC này. Và chính cái cam của nó nha các bạn. Sau đó sẽ chọn kết nối NVR ở đây. Và các bạn sẽ bật cái chế độ kết nối NVR này lên. Ở bên dưới này là cái chọn mật khẩu. Cái này các bạn sẽ chỉnh sửa lại cái mật khẩu theo ý thích của các bạn. Sau đó là các bạn sẽ new lại. Sau khi đã chọn mật khẩu xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài và các bạn vào tiếp tục giao diện màn hình của đầu ghi Dahua ở đây. Rồi sau đó là các bạn sẽ tích vào và chọn cái IP của cái camera wifi Yosi này. Sau đó các bạn sẽ chọn thêm ở đây. Sau khi đã chọn thêm ở xong ở đây thì ở dưới này cái trạng thái của nó hiện tại đang báo màu đỏ. Các bạn cần chỉnh sửa nó lại bằng cách tích vào đây. Các bạn sẽ nhập cái mật khẩu. Cái mật khẩu này thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu ban đầu các bạn đã cài đặt ở trong điện thoại nhé. Rồi sau khi cài đặt mật khẩu xong, các bạn sẽ ok để lưu nó lại. Các bạn sẽ chờ từ 5 cho tới 10 giây là cái đèn này sẽ chuyển sang màu xanh là có thể hoạt động được rồi. Rồi như vậy là cái đèn này đã chuyển sang trạng thái màu xanh nhá. Sau đó các bạn sẽ trở lại cái giao diện màn hình chính của cái đầu ghi Dahua này. Ở đây là kênh số 9. Đó. Thì cái camera EOC Wi-Fi này đã kết nối được với đầu ghi Dahua. Như ở đây. Đây là cái hình ảnh trực tiếp từ cái camera Wi-Fi EOC cũ. Cam này là cái cam cổ rồi nha các bạn. Mà muốn kết nối với đầu ghi thì các bạn sẽ thực hiện theo tác như mình đã hướng dẫn ở đây. Cái đầu ghi Dahua này là cái đầu ghi Dahua Ananoc, nhưng mà nó có thêm một cái giao diện nữa, đó chính là chức năng có thể ép được các camera IP vào đây, có độ phân giải là 1080 hoặc là 20 trở lên đều có thể ép được vào đấy. Tức là chúng ta sẽ kết nối cái camera Wi-Fi EOC hoặc những cái camera khác của các hãng khác để kết nối với lại cái đầu ghi này thông qua cái đường truyền IP của nó. Đấy. Thì nếu mà các bạn kết nối được cái camera wifi với lại đầu ghi thì các bạn sẽ lưu trữ được rất là nhiều dữ liệu hình ảnh, và cái hình ảnh từ cái camera wifi thì bao giờ nó sẽ sắc nét hơn là với camera analog các bạn. Đấy. Hiện tại mình đang chọn phần PTZ này để mình xoay cái camera Wi-Fi này cho các bạn xem thì đều có thể kết nối được. Để kết nối được cái camera Wi-Fi EOC này thì các bạn cần cài đặt cái app của nó trước và sử dụng bình thường. Sau đó là các bạn sẽ cắm cái kết nối internet vào cái đầu ghi Dahua đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ thao tác như ban đầu mình đã hướng dẫn các bạn là có thể cài đặt và vào được. Với cái camera Wi-Fi này thì các bạn kết nối được rất là nhiều cam vào cái đầu ghi đó, và các bạn có thể lưu trữ bằng ổ cứng, thời gian lưu trữ được nó được nhiều hơn so với lại các bạn dùng thẻ nhớ. Nếu mà các bạn nào chuyên về camera thì các bạn chỉ cần nhìn như thế này là các bạn đã hiểu rồi. Ở đây mình hướng dẫn cho những bạn nào mới thì các bạn đều hoàn toàn có thể làm được. Đây nha, đây chính là cái camera EOC sau khi mình đã kết nối nó với lại đầu ghi xong, rất là tiện luôn các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình làm một cái video nho nhỏ để hướng dẫn các bạn cách kết nối camera wifi EOC hoặc là những cái camera khác với lại đầu ghi. Rồi, các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ cho bạn bè.
và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ mình nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sắp tới. Bye bye.